Kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền hình BRT. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Hòa nhịp phát triển. Chương trình chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý được chúng tôi cập nhật từ các địa phương trên địa bàn tỉnh. Người dân Bà Rịa Vũng Tàu xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Thành phố Bà Rịa, nhiều mô hình dân vận khéo mang lại hiệu quả cao. Công trình trường tiểu học Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc chậm tiến độ vì vướng giải phóng mặt bằng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu là phần thông tin địa phương với những ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, đội tuyển bóng đá Việt Nam một lần nữa làm nức lòng người hâm mộ cả nước khi giành chiến thắng trước đối thủ Philippines trong trận bán kết lượt về giải AFF Cup 2018 vào tối qua. Tại thành phố Vũng Tàu, không đợi đến khi kết thúc trận đấu mà ngay từ những phút đá bù giờ của hiệp 2, nhiều người dân đã xuống đường để ăn mừng chiến thắng. Khu vực bãi trước thành phố Vũng Tàu là một trong những khu vực đông vui nhất của thành phố vào tối qua, nơi mà hàng ngàn người hâm mộ cùng tụ họp về để chia sẻ niềm vui chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Niềm vui quá lớn nên thật khó để ngồi ở nhà ăn mừng bên chiếc tivi. Hôm nay tuyển đã làm cho những con tim của những người hâm mộ Việt Nam ngày rất là thành công, như là rất là vui. Thì lời cảm ơn đầu tiên là dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo, là một người huấn luyện viên rất là có tâm và cũng như là cũng yêu hâm mộ những người Việt Nam mình. Thì em cũng mong là theo chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam mình sẽ giành chức vô địch trong năm nay. Chiến thắng làm nức lòng người hâm mộ Việt Nam và cũng đem lại những cảm xúc thật đặc biệt cho những người bạn ngoại quốc có mặt tại thành phố Vũng Tàu vào dịp này. Việt Nam hôm nay chơi rất là tốt và tôi nghĩ là Việt Nam sẽ giành được cúp. Tôi chưa bao giờ thấy người đông vui như thế này ở Vũng Tàu. Mọi người cùng ra đường cổ vũ cho đội tuyển bóng đá và tôi thấy không khí này rất là vui. Người dân đồng loạt đổ ra đường mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, nên đêm qua cũng là một đêm khá vất vả với lực lượng công an thành phố. Những phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa những hành vi quá khích đã được các đội nghiệp vụ công an thành phố triển khai từ sớm. Theo đó, ngay từ 18 giờ trước lúc đội tuyển ra quân đến 24 giờ tối qua, các tổ tuần tra cảnh sát giao thông kết hợp với cảnh sát cơ động công an thành phố Vũng Tàu đã chia nhau đứng chốt và tuần lưu để bảo đảm lưu thông thông suốt cho người dân. Sau 24 giờ, các tổ tuần tra triển khai nhiệm vụ phân tán đám đông, phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng đua xe, chạy xe biểu diễn. Đội tuyển của Việt Nam đã thắng Philippines với tỷ số là 2-1, giành quyền vào chung kết tranh cúp AFF. Thế thì thật là vui. Thì nhiệm vụ chúng tôi bây giờ là triển khai lực lượng để đảm bảo cho người dân xuống đường chúc mừng cho đội tuyển Việt Nam, đồng thời là phòng chống đua xe trái phép cũng như là phòng ngừa những đối tượng, là ngăn chặn các đối tượng là làng lách rồi là nẹp bô gây rối. Nhờ bóng đá, người dân thành phố Vũng Tàu lại có thêm một đêm thật đặc biệt và có lẽ là cả khó ngủ nữa, vì những luồng xe vẫn di chuyển huyên áo ở trên đường dù trời càng lúc càng khuya. Nhưng chắc có lẽ chẳng ai thấy phiền vì điều đó, và chắc chắn ai cũng chờ mong lại được hòa mình vào không khí tưng bừng này một lần nữa sau trận chung kết Việt Nam gặp Malaysia. Bây giờ chúng ta cùng đến với không khí bóng đá tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, cùng với hơn 90 triệu cổ động viên trên cả nước, người hâm mộ bóng đá tại Côn Đảo đã có một đêm không ngủ để hòa cùng niềm vui chiến thắng cùng các cầu thủ áo đỏ trong trận bán kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Philippines. Dù là huyện đảo xa xôi, nhưng không khí xem bóng đá tại Côn Đảo cũng nhộn nhịp và phấn khích không thua kém bất kỳ đâu trên đất nước Việt Nam. Các nhà hàng, quán cà phê trên các tuyến phố chính của huyện Côn Đảo đều chật hít người đến để cùng theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu trận bán kết lượt về với đội tuyển Philippines. Nhiều du khách có mặt tại đây đã không khỏi ngỡ ngàng trước tinh thần cổ vũ bóng đá cuồng nhiệt trên huyện đảo.
Mình là người Việt Nam mà đi. Khi bóng đá Việt Nam đá là ở đâu mình đều thích. À, em thấy cũng ở đây cũng rất là sôi động, không kém gì trong đất liền. Thấy rất là tuyệt vời ạ. Cũng mọi người tinh thần bóng đá giống như ở trong đất liền bọn em. Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch. Trận đấu diễn ra căng thẳng và kịch tính nên mọi người đều dán mắt vào màn hình TV. Và niềm vui như vỡ òa ở phút thứ 82 khi Quang Hải có pha đệm lòng mang về bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Sự phấn khích của người hâm mộ càng dâng lên tốc độ sau đó 5 phút khi Công Phượng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Dù rất nỗ lực nhưng pha lập công của Cham Junhusband ở phút 89 cũng chỉ là bàn thắng danh dự của Philippines. Khép lại trận đấu đầy cảm xúc ngọt ngào cho đội tuyển Việt Nam, chính thức đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào chung kết AFF Cup sau 2 trận đấu với chiến thắng chung cuộc 4-2. Sau khi trận đấu kết thúc, không chỉ có người dân Côn Đảo mà rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đang lưu trú trên đảo cũng đổ ra đường chung vui với chiến thắng của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Ngay từ bây giờ, người dân Côn Đảo đã có những dự định riêng, chuẩn bị tinh thần cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết gặp đội tuyển Malaysia. Thế mới thấy, tình yêu bóng đá, niềm tự hào dân tộc, dù ở bất cứ nơi đâu trên đất nước Việt Nam, cũng thật thiêng liêng và nhiều cảm xúc. Chuyển sang những thông tin ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Ban dân vận Thành ủy Bà Rịa vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở, năm dân vận chính quyền và chương trình phối hợp lực lượng vũ trang thành phố năm 2018. Điểm nhấn trong công tác dân vận của thành phố Bà Rịa năm nay là gắn công tác dân vận với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong công tác dân vận chính quyền. Từ đó tạo được niềm tin và sự đồng thuận của nhân dân. Năm 2018, các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã đăng ký thực hiện 28 mô hình và 3 điển hình dân vận khéo của chính quyền, tập trung vào lĩnh vực cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Qua kiểm tra đánh giá, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn cấp thành phố đạt gần 99,7%, ở phường xã đạt 100%, số vụ việc ở cơ sở được hòa giải thành công đạt tỷ lệ hơn 85%. Trong năm, Ban Thanh tra Nhân dân các phường xã tham gia giám sát 38 vụ việc, Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng tham gia giám sát 64 vụ việc. Năm 2019, thành phố Bà Rịa tiếp tục tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo có hiệu quả. Tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018, thành phố Bà Rịa đã khen thưởng 28 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dân vận khéo. Thưa quý vị, từ đầu tháng 7 âm lịch, nông dân thành phố Bà Rịa đã bắt đầu xuống giống hoa Tết năm 2019. Đến thời điểm này, cả thành phố có hơn 33 hectare diện tích trồng hoa Tết. Vụ hoa Tết năm nay, bà con nông dân tại thành phố Bà Rịa xuống giống từ khoảng tháng 7 âm lịch với các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc. Riêng hoa nhãn thọ, màu gà được các nhà vườn xuống giống khoảng tháng 10 âm lịch. Đến thời điểm này, thời tiết tương đối ổn định nên việc xuống giống và chăm sóc hoa Tết khá thuận lợi. Năm nay, chi phí đầu tư trồng hoa Tết như nhân công, phân, thuốc đều tăng hơn năm ngoái từ 10 đến 30%, nhưng nhiều nhà vườn vẫn chưa có ý định tăng giá bán vì còn phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ. Sau khi thành công tại các tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ sản xuất cacao Thành Đạt, huyện Châu Đức đang tiếp tục mở thêm không gian trưng bày, thưởng thức và trải nghiệm sản phẩm sô cô la tại quán cà phê House, thành phố Bà Rịa. Công ty cacao Thành Đạt, huyện Châu Đức hiện có 50 dòng sản phẩm cacao các loại. Hiện tại, đơn vị đã ký kết hợp tác với Nhật Bản và Nga để đầu tư dây chuyền chế biến sô-cô-la và bơ cacao. Đây là cơ hội để Bà Rịa chúng ta phát triển vùng nguyên liệu cacao với quy mô lớn hơn. Nhằm giới thiệu các sản phẩm cacao của Bà Rịa chúng ta nói chung và huyện Châu Đức nói riêng đến với du khách và người dân trong tỉnh. Mới đây, cacao Thành Đạt đã mở thêm không gian trưng bày, thưởng thức và trải nghiệm sản phẩm sô-cô-la tại Cafe House, thành phố Bà Rịa. Khi đến đây, người dân và du khách sẽ được thưởng thức các sản phẩm sô-cô-la miễn phí. Riêng các em thiếu nhi có thể trải nghiệm làm các sản phẩm sô-cô-la để tặng người thân, bạn bè.
Thông tin từ huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp nối phần thông tin địa phương. Thưa quý vị, huyện ủy Xuyên Mộc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 217 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và quyết định số 218 của Bộ Chính trị về quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Thực hiện quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị, 5 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện tới cơ sở tại huyện Xuyên Mộc đã chủ trì giám sát 55 đơn vị sự nghiệp công lập, xã, thị trấn. Ban Thanh tra Nhân dân các cấp và các ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 145 công trình xây dựng cơ bản, tổ chức góp ý phản biện xã hội 73 nội dung. Theo đánh giá của lãnh đạo huyện ủy Xuyên Mộc, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị, thì việc góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền đã được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tích cực tham gia. Trong đó có nhiều ý kiến đóng góp có giá trị, giúp địa phương xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp. Công trình trường tiểu học Hồ Tràm ở xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc được khởi công từ tháng 8 năm 2016 với tổng mức đầu tư hơn 85 tỷ đồng. Trường có quy mô 16 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng như phòng tin học, ngoại ngữ, thư viện và nhà thể thao đa năng. Theo kế hoạch, đến tháng 12 năm 2018, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Thế nhưng tiến độ thi công công trình đang bị chậm do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp vướng mắc. Để triển khai xây dựng công trình trường tiểu học Hồ Tràm, có 9 hộ nằm trong khu vực dự án phải di dời. Ban quản lý dự án huyện Xuyên Mộc đã lên phương án đền bù cho các hộ dân này. Và đến nay, đã có 8 hộ dân nhận tiền đền bù và bàn giao đất cho ban quản lý dự án. Riêng hộ ông Huỳnh Ngọc Sơn không chấp thuận phương án đền bù đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình. Hiện tại, công trình trường tiểu học Hồ Tràm mới chỉ hoàn thành được 75% khối lượng. Riêng khối nhà thi đấu đa năng chưa thể thi công do khối nhà này nằm trên phần diện tích đất của hộ ông Huỳnh Ngọc Sơn. Thì huyện đã họp nhiều lần và đã có một số giải pháp. Cụ thể là một mặt là cứ tiếp tục vận động hộ dân để xây dựng, để đảm bảo cái quyền lợi cho con em trong địa phương. Một mặt thì nếu mà khó quá thì trước mắt là sẽ bao, mình sẽ chắn những cái phần đất, trừ phần đất lại. Thì đây là chỉ có khối hội trường và khối nhà đa năng thôi. Thì nó ảnh hưởng một ít tới việc học, nhưng mà mình sẽ bao lại, rồi sau đó nếu ấy thì mình làm thủ tục cưỡng chế theo quy định thôi. Bây giờ là thông tin từ huyện Châu Đức. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức tổ chức họp thường kỳ đánh giá kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2018. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện, trong tháng 11, giá trị sản xuất nông nghiệp tính theo giá hiện hành của huyện đạt trên 440 tỷ đồng, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 560 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn đạt 19 tỷ đồng. Trên địa bàn huyện Châu Đức hiện có 3 dự án đầu tư khu cụm công nghiệp có vốn đầu tư trong nước và 1 dự án đầu tư nước ngoài, vốn thực hiện đến nay hơn 4.700 tỷ đồng. Huyện luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đến đầu tư trên địa bàn huyện. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng được đảm bảo. Tại cuộc họp thường kỳ tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu trong tháng 12, các phòng ban chức năng và địa phương trên địa bàn phải tăng cường công tác giám sát, kiểm tra tình hình giá cả thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi gian lận thương mại, rà soát các nguồn thu trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và làm tốt công tác tiếp dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Đức phối hợp với Công an huyện vừa tổ chức lớp tập huấn phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh phòng chống ma túy năm 2018. Tham gia lớp tập huấn có 130 cán bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn ấp khu phố trên địa bàn. Cán bộ thôn, khu phố, ấp trên địa bàn huyện Châu Đức được phổ biến các nội dung về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của chính quyền địa phương về phòng chống ma túy HIV/AIDS. Mọi người cũng được thông tin về tác hại của ma túy đối với con người, dấu hiệu nhận biết người nghiện ma túy.
Công an huyện Châu Đức cũng thông tin về trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, phòng ngừa và tố giác tội phạm ma túy, nhất là các đối tượng có nguy cơ hành vi vi phạm tại các địa bàn khu vực tiềm ẩn, để cán bộ khu phố, thôn ấp tuyên truyền đến người dân. Chuyển sang những thông tin ghi nhận từ huyện Đất Đỏ. Huyện đoàn Đất Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn, hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018. Năm nay, huyện đoàn Đất Đỏ đã triển khai có hiệu quả các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Nổi bật nhất là các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, sửa chữa nâng cấp đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh nơi công cộng, sửa chữa nhà cho mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Một trong những hoạt động đoàn nổi bật được huyện đoàn Đất Đỏ triển khai hiệu quả, thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên thanh niên tham gia là phong trào đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm. Năm 2018, huyện đoàn đã nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, giới thiệu việc làm mới cho 200 thanh niên tại khu công nghiệp Đất Đỏ 1, giúp vốn cho thanh niên phát triển kinh tế với tổng dư nợ lên hơn 28 tỷ đồng. Huyện đoàn phối hợp với các trường đại học tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho hơn 1.000 học sinh các trường trung học phổ thông. Công tác xây dựng và phát triển đảng được chú trọng. Trong năm, có 84 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp. Năm 2019, huyện đoàn Đất Đỏ tập trung thực hiện một số nội dung như duy trì thực hiện mô hình đoạn đường thanh niên tự quản, câu lạc bộ thắp sáng niềm tin, tham nhập và thành lập đoàn hội trong doanh nghiệp. Hội nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật huyện Đất Đỏ vừa tổ chức tặng 200 phần quà cho các nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Không chỉ tặng quà cho các hội viên và nạn nhân chất độc da cam, Hội nạn nhân chất độc da cam và người khuyết tật huyện Đất Đỏ còn dành nhiều thời gian để trò chuyện và động viên các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật vượt qua nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống. Sự quan tâm động viên này sẽ góp phần làm cho các nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật thêm ấm lòng, qua đó có động lực để vươn lên, hòa nhập với cộng đồng. Thông tin trên địa bàn huyện Long Điền sẽ khép lại phần thông tin địa phương trưa nay. Thưa quý vị, Sở Công Thương và Hội Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh phối hợp với Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng vừa tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền pháp luật bảo vệ người tiêu dùng cho 200 hội viên là chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và hội viên hội phụ nữ trên địa bàn huyện Long Điền. Nhiều nội dung đã được triển khai đến chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và hội viên hội phụ nữ huyện Long Điền, như tổng quan pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng, quy trình khiếu nại và trình tự giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng, các giải pháp đẩy mạnh công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương. Chương trình tập huấn tuyên truyền pháp luật bảo vệ người tiêu dùng góp phần bồi dưỡng kiến thức của các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện Long Điền về luật bảo vệ người tiêu dùng, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ cơ sở trong quá trình buôn bán kinh doanh hàng hóa, đồng thời giúp cán bộ hội phụ nữ có thêm kiến thức về luật bảo vệ người tiêu dùng để tuyên truyền đến hội viên và người dân. Thưa quý vị, nói đến nhãn, đã có địa phương định danh bằng loại nông sản này. Hẳn là quý vị đều biết nhãn Hưng Yên. Những năm gần đây thì lại có thêm một địa phương nữa, đó chính là Bà Rịa Vũng Tàu. Nhãn xuồng cơm vàng Bà Rịa Vũng Tàu đang chinh phục người tiêu dùng bằng hương vị rất riêng, rất thơm ngon và bằng cả hình thức rất đẹp. Câu chuyện Bà Rịa Vũng Tàu đất và người kỳ này, mời quý vị đến với Xuyên Mộc để cảm nhận hương vị đậm đà của nhãn xuồng cơm vàng cùng sự nồng hậu, ấm áp của những nông dân miệt vườn chân chất mà năng động xứ nhãn Xuyên Mộc. Đất cát pha Xuyên Mộc là điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại cây ăn quả, trong đó có nhãn. Nhiều lão nông Xuyên Mộc cho biết Bà Rịa Vũng Tàu vốn nổi tiếng với nhãn cát lở Vũng Tàu. Từ đây, cây nhãn được nhân giống để phát triển ra nhiều địa phương lân cận như Xuyên Mộc, Tân Thành, Châu Đức, trong đó huyện Xuyên Mộc có diện tích nhãn lớn nhất hơn 1.000 hecta. Hiện nay nhãn ở Xuyên Mộc khá phong phú chủng loại như nhãn quế, nhãn bao công, nhãn xuồng cơm vàng. Bén rễ trên đất Xuyên Mộc gần 20 năm, cây nhãn không chỉ hoàn thành sứ mệnh xóa nghèo mà còn giúp nhiều hộ gia đình vươn lên làm giàu.
bình quân 1 hectare nhãn mỗi năm cho năng suất từ 10 đến 20 tấn, mang về thu nhập trên 100 triệu đồng. Nông dân cũng gắn liền với cây cũng vậy thôi, bởi nó là cái sự sống của mình mà. Nó là huyết mạch của mình cho nên là gắn kết với nó rất là nhiều. Gắn bó như vậy, một nông dân thì tôi cũng làm được những vần thơ. Nếu không gắn bó chắc không làm được đâu. Thì nói như vậy thôi để mình hiểu được rằng cái cuộc đời người nông dân nó gắn kết với cái sản phẩm mình làm ra nó như thế nào. Từ khi bắt đầu tôi vào trong Nam này để tôi sinh sống thì cũng bắt đầu từ cái cây nhãn này để mà làm lên. Thì khi nhãn nó có rớt giá hay là nó ấy là tôi vẫn cứ gắn bó với nó. Người ta thì chặt bỏ nhưng tôi vẫn cứ gọi là kiên trì để theo đuổi. Trồng nhãn, chăm sóc nhãn, với hầu hết nông dân mà nói, công việc này không chỉ bằng kỹ thuật, kinh nghiệm tích lũy mà còn bằng cái tình sâu đậm. Và có một điều đặc biệt là những trái nhãn đầu mùa thơm ngon nhất luôn được nhà vườn hái về dâng lên gia tiên. Vùng đất Hưng Yên nổi danh nhờ vị ngọt đậm đà của nhãn lồng, thì nhãn xuồng Cơm Vàng Bà Rịa Vũng Tàu cũng đang chinh phục người tiêu dùng khó tính bằng loại trái căng tròn, dày cơm, vị ngọt thanh. Mỗi năm, Xuyên Mộc cung cấp ra thị trường cả nước khoảng 10.000 tấn nhãn. Riêng nhãn xuồng Cơm Vàng, thương hiệu hợp tác xã Nhân Tâm đã thuộc top sản phẩm chủ lực của các siêu thị Sài Gòn Co-op, Metro với sản lượng 60 tấn một năm. Sau bắt đầu từ khi mà hợp tác xã thành công rồi thì bà con bắt đầu quay lại cái cây nhãn này rất là mạnh. Và hiện nay thì thu nhập vẫn hơn các cây khác. Mặc dù thị trường giá cả nó có chênh lệch, có thất thoát nhưng mà tính ra so với thu nhập với các cây khác họ vẫn cảm thấy hài lòng. Về Xuyên Mộc thời điểm cuối năm, trong tiết trời se lạnh, hương nhãn như càng quyện lại nồng nàn hơn. Đi giữa vườn nhãn bạc ngàn, ngắm từng chùm nhãn trĩu quả trên cây, nếm vị nhãn vừa chín tới, mới cảm nhận hết sự tinh túy của đất trời Xuyên Mộc kết tinh trong quả nhãn, cũng là cảm nhận tình đất tình người Xuyên Mộc sâu lắng ngọt ngào. Chương trình Hòa nhịp phát triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Những thông tin thời sự trong tỉnh, trong nước và quốc tế liên tục được chúng tôi cập nhật vào các khung giờ 14h50 phút, 18h, 18h30 phút và 21h50 phút trong ngày. Rất mong đón nhận sự quan tâm theo dõi của quý vị.